Mình sẽ đụng đến cái phần nào mình vào lớp. Chờ xíu để chỉnh lại. Như vậy là mình sẽ tạo cái mô hình ba lớp ra đúng không? Mình sẽ sử dụng entity để mình làm ha. Mô hình vào lớp ở đây á, thì em chú ý khi tạo mô hình vào lớp á, thì ban đầu em tạo cái nào trước cũng được. Ví dụ như em sẽ thấy là nó sẽ có một cái dấu check là chứa các form, còn hai dấu check còn lại á, thì nó chứa các class thôi, hoặc là em có thể tạo nhiều cái dấu check cũng được, không gì hết, nhưng mà bắt buộc là phải có một cái dấu check bằng WinForm, bắt buộc ha. Ví dụ như ban đầu mình tạo cho nó là không có gì hết. Ví dụ như ban đầu thì mình tạo như là như này nè, mình sẽ tạo rỗng. Rỗng được rồi, mình có thể tạo một cái rỗng thôi. Vậy mình tạo cái này đi ha. Như vậy là em đã tạo được một cái lớp ha, một cái lớp. Em đã tạo cái nào trước cũng được. Rồi mình sẽ tạo ra cái lớp tiếp theo. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra cái chuẩn của nó trước, mình sẽ gồm có ba dấu check con. Em đứng trên cái solution cha này này, em sẽ add ra những cái dấu check con. Bây giờ mình tạo ra một cái tầng nữa là mình đặt tên là business đi ha. Cái này là tên là do mình đặt ha, không quan trọng. Thì cái tầng này nó sẽ chứa những cái lớp trả về từ cái dataset. Thì tầng này là chuyên gia kết nối của sở liệu. Trong cái tầng này thì thường thường người ta sẽ kéo entity vô nó để trong đây. Còn cái tầng này thì là chỉ trả về thôi, chỉ đơn giản như vậy ha. Thì người ta còn có thể tạo ra một cái lớp ngoài nữa, lớp nhỏ nữa để nó chứa các class. Thì ví dụ mình đặt tên là để mình chứa các thư viện set get. Sau đó thì cái lớp quan trọng của mình là cái lớp về presentation, là cái lớp về giao diện. Đấy, mình sẽ có tất cả là bốn cái lớp này. Thì ba lớp này thì cái này nó là cái phụ thôi, hoặc là trong cái session mình có thể tạo ra nhiều cái dấu check nữa. Ví dụ như em có thể tạo ra 10 dấu check, 10 dấu check trong này cũng không sao cả ha, do em phân phân tích và bao nhiêu cái dấu check em cần tạo. Nhưng mà nó phải nó được gọi là mô hình ba lớp khi mà có một cái lớp mà chuyên gia xử lý kết nối với sở liệu. Phải có một lớp chuyên gia kết sở lý kết nối sở liệu tách rời ra khỏi form với những cái thư viện dùng chung.
như là thuộc tính set get á, và phải có một cái lớp trả về và phải có một lớp giao diện. Như là vậy ba cái lớp ta tách ra, tách rời ra nhau thì mới được. Hồi xưa là mình hay viết code là mình tạo ra một cái dấu check, xong rồi trong dấu check đó mình tạo cái class đúng không, xong rồi mình sẽ vào form mình gọi nó ra mình xài. Như vậy cái đó người ta gọi là mô hình hai lớp thôi. Như vậy là cái đó, cái class với cái code trong form á, nó dính liền trong một cái dấu check. Bây giờ mình muốn tạo thành mô hình theo ý nghĩa của ba lớp thì mình phải tách rời ra khỏi dấu check khác ha. Rồi bây giờ thì thường thường mình muốn lót lên trên cơ sở liệu á, mình muốn lót lên trên màn hình của mình một cái form á, thì mình sẽ cần cái gì? Mình sẽ cần cái hàm kết nối cơ sở liệu. Mà cái hàm kết nối cơ sở liệu thì nó nằm ở trong tầng này. Như vậy á, là cái tầng presentation này nó sẽ phải kế thừa từ dataset. Mà muốn kế thừa được á, thì em sẽ làm này, nhấn chuột phải chọn reference. Em sẽ chọn cái dấu check, nó sẽ lấy từ dataset, cho nên em tích vô dataset vô ha. Tiếp tục á, nó nếu nó có một số trường hợp á, nó sẽ lấy những cái public, nó sẽ lấy những tầng set get, hoặc là nó lấy tại business, cho nên là tốt nhất ở đây ấy, mình sẽ cho nó lấy hết luôn ha. Nó sẽ lấy hết luôn. Tầng dataset này khi nó kết nối cái sở liệu thì nó sẽ cần những cái thuộc tính, những cái thuộc tính khai báo, cho nên nó sẽ lấy từ bên dưới này lấy lên. Như vậy ở đây anh cũng phải dataset này nó sẽ lấy từ public vô ha. Rồi tầng business này nó sẽ là lấy kết quả trả về từ dataset, cho nên nó sẽ phải lấy kế thừa từ dataset. Một số trường hợp có thể nó sẽ lấy từ public ha. Cho nên ở đây mình sẽ kế thừa hai cái. Đây là cái chuẩn ha, đây là cái chuẩn khi của mô hình ba lớp. Trên thực tế thì nhiều chương trình thì người ta có thể tạo nhiều dấu check, và ví dụ như trong cái những cái lớp giao diện đây, người ta có thể tạo ra nhiều dấu check. Mỗi dấu check ví dụ như người ta đặt tên là dấu check về hồ sơ, ví dụ như quản lý nhân sự thì ví dụ như quản lý hồ sơ, một cái khác là quản lý lương chẳng hạn, như vậy ở hai dấu check khác nhau nhưng nó vẫn được gọi là presentation ha. Hoặc là trong một cái presentation người ta có thể tạo ra nhiều thư mục, người ta có thể tạo nhiều thư mục, ví dụ như thư mục này là quản lý nhân viên. Rồi một cái nữa là ví dụ như quản lý lương, thì người ta nếu người ta không thích tạo ra nhiều cái dấu check để tách rời ra thì người ta sẽ tạo ra những cái folder, và trong cái folder này người ta sẽ tạo những cái form liên quan đến nó để người ta nhét vào ha. Như vậy khi mình tạo xong á, thì mình sẽ thấy là nó sẽ tạo ra những cái dấu check nằm trong ổ cứng của mình á. Đây đây là cái gốc đúng không? Đó, những cái lớp, mỗi cái lớp này nó sẽ có những cái bin chính là chứa các DLL của cái lớp của mình. Như vậy cái chương trình của mình viết bằng desktop, cho nên là mỗi lần mình biên dịch ấy, nó sẽ tạo ra một cái DLL nó nằm trong thư mục bin. Thì ở đây mình có tất cả là mình có tất cả ba lớp, kể cả public là 4, thì nó sẽ có 4 cái thư mục bin ha. Bây giờ mình build nè, build từng cái thử coi, build này có lỗi không? Bây giờ mình vào thử thư mục coi, nó sẽ có những cái thư mục của nó đúng không, DLL của nó, thấy chưa? Đó đó, cái thư mục của nó đó đó, là cái thừa.
Như vậy là cái lớp nào kế thừa từ lớp khác thì cái thư viện DLL của lớp khác đó nó sẽ được nằm trong cái thư mục bin của lớp đó, đúng không? Như trường hợp này là presentation nó sẽ được kế thừa từ cái data set, business và public, cho nên là sẽ có 3 DLL nằm trong thư mục này. Khi mình làm việc trên mô hình nhiều lớp á, thì mình sẽ tạo nhiều cái project. Như vậy bây giờ khi mình khởi động lên á, thì em chú ý nếu như bây giờ ngay cái bước này mình chạy thì sao? Nếu như bây giờ mình chạy á, bây giờ em đến F5 đi, nó sẽ chạy cái tầng data, thấy không? Khi mình làm một một mô hình á, mô hình hai lớp á, mình làm trên một project á, thì nó chạy là do mình thiết lập trong program trong CS, đúng không? Mình thiết lập cái form chạy. Như vậy bây giờ nếu như mà mở rộng ra mình tạo ra nhiều lớp á, thì nó sẽ có những project này và mình phải set cho nó chạy trước bằng cách là thường thường mình chạy chương trình này thì mình sẽ cho form nó chạy, đúng không? Mình sẽ cho nó chạy thôi, cho nên là em phải set cho thằng này nó chạy chạy trước ha. Ở đây nó sẽ có một đâu rồi đây nè đó. Hoặc là em có thể là chạy chỗ nào nhỉ? Đúng không? Em có thể chạy chỗ này, chọn chỗ này ha, bằng cái chỗ là roti ha, thì em sẽ chọn cái chỗ này setup rồi check nè ha. Đó, từ khi em chú ý ha, từ khi mình đóng gói thì mình cũng có thể là build, mình chọn cái thằng presentation để mình chạy trước. Bây giờ mình chạy thử coi nó ra rồi ha. Bây giờ giả sử mình làm một cái form mà mình cộng trừ hai số đi, mình sẽ thấy nè, mình sẽ làm thêm một lớp nè. Làm mô hình ba lớp đấy nó sẽ làm cái code nó viết lâu hơn nha, tại vì nó phải viết dài dòng, nó viết nhiều công đoạn. Nó khác với cái chỗ là mình sẽ viết thẳng trên cái form. Nhưng mà nếu như cái dòng check của em mà có tất cả là nhiều người làm á, thì nhiều người cùng xài lại một thư viện đó, thì mình sẽ phải viết kiểu này thôi. Mình chịu chấp nhận là cái thời gian viết lâu hơn nha. Nhưng mà sau này em quản lý code với nâng cấp code thì dễ hơn. Mình sẽ là ví dụ như mình có sẽ có hai cái số ha. Mình sẽ có hai cái bút tông, hai bút tông. Mình sẽ cho thằng này là số 1, này là số 2 chẳng hạn. Dạ. Mình sẽ thiết lập thêm cái chỗ là đâu rồi nhỉ? Cái này em thiếu mấy cái đúng không? Ủa sao em cài em tắt hết đi mà sao nó mất hết rồi này? Đâu rồi? Để em bỏ nó ra lại. Rồi khỏi đi. Đã khỏi đi. À, mình sẽ viết cái code, mình thêm một cái nút bút tông nữa đâu rồi. À, hồi xưa là mình viết cái kiểu này.
mình sẽ phải kiểu này thôi. Mình sẽ phải cộng hai số vào. Ví dụ như mình viết chương trình mà mình tính tổng hai số đi thì có phải là viết như này không? Đó, thì em sẽ viết này. Ví dụ như bây giờ mình gõ nó vô rồi. Đúng không? Viết được vậy. Đây là cách viết cơ bản nhất khi mình học, bắt đầu mình học WinForm đúng không? Thì mở rộng hơn nữa, người ta sẽ không viết như vậy, thì người ta sẽ tạo ra trong này một cái lớp class. Người ta sẽ đặt tên cho này là trong này người ta sẽ tạo ra một cái hàm. Đúng rồi. Double số 1. Double số 2. Ở đây mình chỉ return về. Số 1 cộng số 2. Ngắn gọn ha. Đấy. Thì bây giờ ngay cái chỗ form này mình sẽ dùng cái hàm đó để mình làm. Thì mình sẽ phải new cái lớp ra đúng không? Ok, thì ngay cái chỗ ở đây thì mình chỉ cần truyền vô là gì nhỉ? CN chấm tổng hai số đúng không? Cái hàm này nó cần mình truyền vô hai số. Chính là số thứ nhất. Đấy. Số thứ hai. Đó, rồi. Cả hai cái hàm này nó đều trả về cả cái này nó trả về cái số. À, cho nên là mình phải to string. Coi nó bị gì nhỉ? Double nè. Đây, vị chỗ này nó bị thiếu một cái dấu ngoặc nhỏ đúng không? Đó. Thế cái cách này là cái cách mà hồi xưa mình làm mô hình hai lớp mình đã làm rồi. Thế người ta muốn mở rộng ra một chút xíu nữa, người ta không muốn lưu cái này ra mà người ta muốn xài luôn, thì trong cái lớp này người ta thêm một cái từ khóa nữa, đó là từ khóa gì nhỉ, nhớ không? Từ khóa static đúng không? Từ khóa static. Thì trong cái này người ta không có lưu nữa đúng không, và người ta gọi thẳng luôn. Bây giờ mọi người ta chạy. Nó cũng ra. Thế thì bây giờ người ta không có một cái trường hợp á, để người ta viết ra cái một lớp là ví dụ như cái hàm này có nhiều người người ta đang sử dụng, người ta muốn viết lại, thay thế lại, và người ta muốn, giả sử người ta muốn giao cho người khác viết đi, thì nếu như mà mình để trên một cái đồ check nhỏ này mình viết thì nó khó khăn hơn. Ví dụ như người ta muốn là cái ông A ông viết cái hàm này trên một cái đồ check của ông á, khi mà chạy thành công rồi á mới gắn vào cái đồ check của ông B này để nó chạy một cái chương trình tính tổng hai số. Như vậy nếu như hai người này làm chung một cái đồ check như thế này á, thì người ta phải trên hai cái máy của người ta sẽ phải tạo ra hai cái đồ check độc lập với nhau đúng không? Rồi cái có một người đó người ta viết được trách và người ta chỉ việc là người ta viết cái này thôi. Còn cái người thứ hai á, người ta giả lập là người ta đã có một cái class này rồi và người ta viết thẳng cái code lên. Để khi mà ông kia ông làm được cái hàm mà tính toán này á, ông này ông mới nhét cái hàm này vào cho ông còn lại để ông tính toán thôi.
Như vậy là nếu như mình xài cái cách cũ á, là có phải là mình phải làm thủ công bằng cách là làm hai tờ check riêng biệt nhau của hai người và nó không có mối liên hệ gì hết. Thì bây giờ nếu như mà mình làm một cái dự án lớn có nhiều người nữa thì bây giờ mình phải là phải có mối liên hệ giữa cái này với lại mình phải làm admin, mình phải là quản trị nguyên cái solution này. Mà mình đã làm cái admin của solution này thì trong bộ Visual này nó đã cho mình tạo ra rất là nhiều cái rổ check nằm trong một cái solution và mình có thể kiểm soát được cái chuyện đó thay vì mình phải tạo ra những cái rổ check riêng biệt nhau, đúng không? Thì lúc đó ví dụ như mình tạo một solution này mình giao cho ông kia, ông được truy cập vô cái này, ông làm cái này thôi. Còn một ông khác thì làm cái tầng này. Và mình đứng ở giữa thì mình thấy được hết cả hai người chẳng hạn như vậy ha. Thì sau này người ta có những cái phần mềm người ta hỗ trợ cho mình làm cái này thì em sẽ hiểu. Thì một số công ty người ta sẽ xài là cái phần mềm mà Visual Success ha. Có một số công ty khác á, họ sẽ dùng cái phần mềm là SVN quản lý source code. Thì người ta sẽ có những cái phân quyền trong đó, người nào được vào phần nào, người nào đang làm cái file nào, rồi làm vào ngày nào, tháng nào, người ta sẽ có cái cách quản lý cái code như vậy ha. À, bây giờ thì em chưa biết cái phần SVN với cái success thì từ nghiên cứu sau ha. Bây giờ nếu như cái lớp ở chỗ này, bây giờ nếu mà nó muốn viết theo kiểu là mô hình nhiều lớp thì chắc chắn là cái này dân sẽ phải bỏ đi đúng không? Bỏ đi. À, anh sẽ copy lại ở chỗ này, copy hàm này. Nó sẽ bỏ đi. Thay vì vậy, ví dụ như anh sẽ tạo ra cái hàm nằm trên tầng data asset. Như vậy em nhớ là khi em tạo mô hình ba lớp á, thì những cái gì liên quan đến những cái gì liên quan đến tính toán, những cái gì liên quan đến kết nối cơ sở dữ liệu thì em viết hết trong cái tầng này, nhớ chưa? Được ha. Bây giờ thì em để cái chỗ này mình đang cần là tính toán hai tổng hợp của hai số. Như vậy là cái công thức này nó phải nằm ở đây thôi, thì mình sẽ phải tạo ra class ở ngay chỗ này. Thì chỗ này anh sẽ đặt tên là, ví dụ như anh tạo là CNS tính toán có gì xảy ra không. Trong này thì nó vẫn dài cái class cũ, ví dụ như viết nó cũng viết statistics đi ha. Mình save lại. Mình phải build lại đó, mỗi lần anh làm này em phải build nó lại. Thì nếu như bây giờ mình làm như vậy rồi, bây giờ cái form của thằng lớp này nó muốn xài được cái CLS tính toán ở trên cái dataset đó, thì nó phải kế thừa đúng không? Nó phải kế thừa ra. Thì thứ nhất á, trước khi kế thừa thì em phải làm cái chuyện là add reference nó vô đúng không? Thì em đã add nó rồi, em đã add nó rồi. Thì bây giờ em mới chui vô cái form này em viết. Mặc dù nó add reference rồi nhưng mà trên cái form này nó vẫn không hiểu. Bằng chứng là bây giờ em thử rồi. Em thử rồi. Cái CLS tính toán ở đây nó sẽ nằm trong dataset. Như vậy bây giờ mình gọi cái CLS tính toán ra thì được không? Xóa lên đúng không? Rồi em nghĩ em xóa đúng không? Giờ anh lại đổi tên đi ha. Để đây tạm thời đổi tên đi. Em nhìn cho kỹ nè. Cái form này namespace nó tên là presentation đúng không? Rồi. Nhưng mà cái này namespace nó là dataset. Thấy chưa? Ngay cả việc là trong một cái project mà hai cái form hoặc hai cái class nó nằm trên hai cái folder khác nhau thì namespace nó đã khác nhau rồi. Bây giờ thì hai cái thằng project này khác nhau, tên hoàn toàn khác nhau. Mà bây giờ cái presentation nó muốn lấy cái lớp vào trong dataset mà nó bị ngăn cản ở chỗ là namespace nó không giống nhau. Thì nó không có new bình thường được. Ví dụ như lúc nãy mình new cái thằng này lên bởi vì thằng này nó đang nằm trong cái namespace chung với thằng form này thì lấy bình thường. Đúng không? Bây giờ nó nằm khác thì bây giờ em new đâu ra đâu? Em thử coi. Em thử coi nè. Không ra đúng không? Vậy bây giờ em nghĩ là nó đang nằm trong dataset thì em bắt đầu em gọi là dataset cũng không ra luôn, thấy chưa? Như vậy bây giờ mình muốn lấy những cái gì đó bên cái project khác. Sau khi mình đã kế thừa thì em phải làm này, em add reference là bước đầu tiên ha.
Bước thứ hai là trên cái không gian tên ở đây em sẽ phải dự sinh cho anh. Ví dụ như cái thằng cái lớp ở đây nó muốn cái thừa dataset, như vậy thì nó phải dự sinh cái tên của namespace của cái lớp này. Namespace của thằng này tên là tên tên nó thường thường nó hay trùng thư mục luôn là dataset nha. Nó tên là dataset. Thì mình sẽ đặt tên là dataset. Bây giờ thì bây giờ mình có thể xài là CLS tính toán ra chưa? Ra chưa? Bây giờ mình gọi ra thử coi ra được không? CLS chưa ra luôn. Thằng này tên là CLS tính toán. Bây giờ mình muốn lấy được bên thằng này. Mà thằng này tên là CLS tính toán cơ. À, thử coi. Không ra. À, từ từ ha, nó phải ra mới được. Không ra là không được. Em phải build nó lại. Đúng rồi, không, nó chính là à em còn thiếu một chỗ này nữa, đó là em phải thêm cho anh cái thằng public nữa để nó được ra bên ngoài rồi check. Em thêm từ public hay là internal cũng được nha, thường thường người ta cho public thôi. Nó chính là class đó. Đó. Chấm được đúng không? Tại vì bên kia đã khai báo sự tích rồi. Vậy bây giờ em khai báo ok. Em thêm thiếu cái lúc đấy mình thiếu một cái từ là split thôi. Đó. Ok, bây giờ mình có một trường hợp đặc biệt nữa, nó sẽ có một cái lỗi. Ví dụ như ở ngay chỗ này mình lỡ tay mình đặt tên là như này. Bây giờ em nghĩ coi. Ví dụ như bây giờ hai cái class này giống hệt với nhau. Nếu như hai cái class ở trong hệ giống hệt với nhau mà cái hàm giống hệt với nhau thì không có gì để nói nha. Ví dụ như thằng class bên đây nó có một công thức như này. Cái class chỗ này nó của cái reputation nó cũng công thức y hệt luôn. Thì em chạy không có gì lỗi nè. Em chạy hoàn toàn chạy ra. Ha. Bây giờ anh sửa lại chút xíu. Ví dụ như bây giờ ngay cái bên thằng chỗ này anh thêm ví dụ như cộng 2 đi. Em sẽ thấy thằng nào nó chạy nó ra bao nhiêu, em nghĩ coi nó ra bao nhiêu. Tại sao nó không lấy cái bên cái dataset kia? Đúng rồi, nó sẽ lấy cho bản thân nó trước. Nếu như mà có trường hợp đó nó sẽ lấy ra trước. Thường thường á là nếu như mà em lập trình vậy nhiều khi em bị rối, em thấy là tự nhiên em đang cần lấy cái bên cái thằng kia mà tự nhiên bây giờ nó lấy thằng này. Cho nên khi mà em tạo mô hình nhiều lớp á, thì em sẽ phải chú ý cái chỗ cái tên của nó, đừng bao giờ tạo tên giống hệt với nhau ha, mà người ta thường thường người ta thêm chỗ này. Ví dụ như cái thằng này là dataset thì CLS tính toán người thì người ta sẽ đặt cho nó thêm một cái từ nữa. Ví dụ như ở đây nó chỉ tạo cái
tính toán, nhưng mà phía sau nó người ta thêm một cái hậu tố nữa là data. Em phải theo đúng quy luật của nó khi làm ha. Em sẽ phải tạo cái đuôi của nó giống hệt cái tên name space để người ta nhìn ra đây, người ta biết được cái lớp này đang là ở data asset. Chứ người ta cũng không có tạo cái tên này là cái tiền tố, người ta sẽ hạ hậu tố phía sau thôi ha. Tương tự cái này cũng vậy, cái này nếu em muốn tạo thì em phải vui lòng tạo thêm hậu tố nữa là presentation. Đấy ha. Đấy, thì thằng này sẽ lúc này nó sẽ là tính toán. Đó thì mới được ha. Bây giờ thì bắt đầu em lưu ý ha, bắt đầu mình tạo mô hình vào lớp thì em sẽ tuân thủ theo cái quy tắc đặt tên của nó ha. Bây giờ nếu như mà mình muốn kết hợp những cái hàm ở trong cái lớp ở bên đây, ví dụ như cái lớp bên đây đang tính toán là cộng trừ hai số, nhưng bây giờ hai con số này bây giờ mình thấy là mình đang viết theo hình vào lớp thì thông thường người ta sẽ tách ra những cái biến ở đây, người ta sẽ được khai báo bên ngoài. Thì ví dụ như em đang cần select một cái bảng table theo một cái điều kiện nào đó, em truyền tham số trên cái màn hình của em xuống đúng không? Ví dụ như em select cái nhân viên mà tại vị trí là cái mã nhân viên bằng a móc mã nhân viên, rồi em lại gắn cái con số bằng bao nhiêu đó từ trên cái text box xuống, thì cái tham số em truyền vô lúc mà em khai báo dưới dạng là cái lớp á, thì em sẽ phải khai báo ở đây. À, thì lúc đó thì những cái tham số này nó không có truyền trực tiếp ở đây nữa mà nó thông qua những cái thằng ở bên này à, và mình sẽ phải khai báo như này. Tương tự như vậy ha, cái lớp public ở đây thì em sẽ tạo ra là đuôi của nó là public. Ví dụ như ở đây cái hàm của mình là bây giờ là tính tổng hai số đi đúng không? Bây giờ thì chỗ này mình sẽ phải là tên là tính tính toán đi ha, đó nó là public. Mình sẽ đặt tên như vậy. Tương tự như vậy, những cái chỗ class nó được kế thừa thì anh chỉ cần thêm public thôi ha. Rồi, trong này thì em sẽ khai báo là double. Em sẽ khai báo là gì nhỉ? Rotated double số 1 rotated double số 2. À không, cái cách viết cái biến gạch ngang này á, gạch dưới này có nghĩa là người ta đang viết theo cái kiểu chuẩn của Ấn Độ á. Tại vì cái khi mà cái công nghệ của thằng này ra đời á, thì cái từ cái chỗ mà để anh coi, từ cái chỗ LinQ á, bắt đầu từ khi mà mình xài cái công nghệ từ SQL á, LinQ to SQL trở đến entity á, thì cái thằng Microsoft này á, nó cái đoạn công nghệ đó thì không phải thằng Microsoft của Mỹ nó viết mà của thằng Ấn Độ nó viết. Mà cái cách của người Ấn Độ nó viết á, là nó sẽ có thêm dấu này phía trước đó để nó chỉ đây là cái biến. À, như vậy là nếu như em học lập trình viên của cái tụi Aptech á, hoặc là FPT nó dạy á, thì đa số giảng viên ở đó người ta dạy là người ta viết theo kiểu này. Cũng có thể là em muốn muốn viết cách khác là em có thể đặt như này, nhưng mà em sẽ bị rối cái trường hợp này nè. Ví dụ như em coi nè, em sẽ tạo repeater, tạo một cái set get, thì em thấy sao? Em thấy rõ ràng là thằng này với thằng này nhìn từ xa thì giống hệt với nhau đúng không, nhưng mà C# của mình phân biệt chữ hoa chữ thường thì thằng này hoa thằng này thường, nhưng mà em nhìn từ xa thì em biết đâu biết chữ hoa chữ thường đâu. Cho nên tụi nước ngoài là cũng đã biết C# nó phân biệt chữ hoa chữ thường, cho nên là người ta sẽ phải thêm dấu gạch dưới để nó chắc chắn hơn, nhìn ngoài có thể thấy được đâu là thuộc tính, đâu là phương thức luôn ha. Cho nên là người ta sẽ phải thêm cái dấu gạch ngang ở bên dưới. Thì cái chỗ này bây giờ mình sẽ tạo ra. Đó, bây giờ em thấy là rõ ràng ha. Rất là dễ nhìn. Mấy cái này nó gọi là thuộc tính đúng không? Thuộc tính đúng không? Phương thức đúng không?
Rồi bây giờ nó muốn xài thì thằng dataset này muốn xài được cái lớp public thì nó phải lấy lên, nó kế thừa lên. Thì em add reference vô. À em add rồi. Em add rồi thì sao bây giờ thì mình sẽ phải vào đây mình sử dụng nó. Như vậy nếu như em add rồi thì em vô đây em xài báo sao? À, em phải như nào nhỉ? Lúc nãy quên rồi nhỉ. Phải using đúng không? Muốn xài của thằng nào thì em phải using namespace của thằng đó. Public đúng không? Rồi em kiểm tra lại những cái class mà nó đang cần lấy nó có được public không? À nó được public rồi, nếu nó không được public thì nó chỉ được xài trong project của nó thôi ha. Rồi bây giờ em vô đây. Em chỉ cần ghi là tính toán. Đấy đúng không? Không, em phải mở ra em đặt là CLS đi. Ở vô đây thì sao? Em đặt tên là CLS chấm chấm không ra. Chấm không ra. Bây giờ mục đích của mình là mình muốn chấm nó ra thì sao? Mình muốn chấm này ra. Thì nếu em muốn cái này đúng không? Ý em nói này đúng không? Không sai bên kia. Bên đây. Thế em định như này hả? Rồi. Như vậy em thấy hai cái cách sổ ra đúng không? Thứ nhất á là nếu như mình không sử dụng cái set get thì em sử dụng cái biến gì nhỉ? Cái biến à status. Thì em không cần phải khai báo cái cục này ha, không cần phải khai báo cục này, và mỗi cái thằng này em để cho anh là public static ha. Như vậy là khi em gọi ra cái thằng là tính toán public thì em chỉ cần là tính toán public chấm số 1 rồi tính toán public chấm số 2 thôi đúng không, không phải thông qua thằng này. Nhưng mà cách viết đó thì nó hơi dở đúng không, thì em sẽ sử dụng cái cách này nó phổ biến hơn. Cái này sẽ là số 1 cộng số 2. Cái nào em chuyển số 2 này đâu, chuyển vô đâu, đâu vào chỗ nào đâu rồi. Không, cái này dĩ nhiên khi em xài mô hình 3 lớp thì em phải nhớ là bắt đầu em chuyển cho trong đây rồi đúng không, chuyển trong đây rồi thì em muốn xài ở representation thì em phải chuyển nó vô. Nhưng bây giờ em nó viết theo mình qua lớp thì em nhìn này kỹ nè, cái này khai báo phương thức đúng không, cái này khai báo phương thức xong rồi thằng này nó gọi qua, gọi xong rồi thì nó được một cái hàm như này, gọi cái hàm như này xong rồi bây giờ mình muốn trước khi mà mình truyền lên representation đó thì em phải qua thằng này. Hơi rườm rà đó. À, bây giờ thì anh sẽ phải khai vào đây một cái lớp. Anh sẽ đặt tên là tính toán. Tính toán gì nhỉ? Business đúng không? Em muốn đặt tiếng Việt thì em đặt, tiếng Anh thì em đặt. Public. Đấy. Thằng này thì sao? Thằng này thì chỉ có nhiệm vụ trả về thôi. Viết đơn giản lắm. Thằng này nó đang tính toán được rồi. Thì bây giờ thằng này nó chỉ làm đơn giản lắm. Ví dụ như em sẽ lấy cái kết quả từ dataset mà, cho nên cái tầng business này nó sẽ kế thừa cái dataset và nó lấy cái này nè, nó đang lấy cái này nè. Thì chỗ này em cũng bắt chước nó là using dataset. Em kiểm tra cái lớp mà em đang cần gọi về coi nó đã được public chưa. Public rồi thì chỗ này em sẽ viết cái hàm public data table. À quên, nó đã là gì nhỉ, double tổng hai số. Thằng này không cần truyền tham số vô cũng được, tại vì mình đã truyền từ bên cái dataset rồi. Thì bây giờ thì mình cần gọi cái này về. Thì nó phải
tính toán asset đúng không? Thì em phải nêu nó ra em coi làm được không. Này sẽ là gì nhỉ? Tính toán đây này đúng không, chấm tổng mã số nè. Cái này nó cần gì? Nó cần cái public, nó cần cái public CLS, tại vì vì bên kia nó đã khai báo là thuộc tính rồi đúng không. Thì bây giờ em muốn truyền chỗ nào, em muốn truyền, em muốn gọi trực tiếp ra, thì thằng business này nó cũng phải được kế thừa từ cái lớp public này nữa để nó lấy được cái thằng này chứ. Vậy bây giờ mình kiểm tra bên thằng này, mình đã lấy public chưa? Có rồi. Thì bây giờ em sẽ using tiếp. Nó là gì? Public. Thì thằng này nó sẽ là gì? Tính toán. Đây, đúng không? Được chưa? Cái này được chưa? Này được đúng không? Có chứ, có chỗ truyền nhá, return nè. Thế bây giờ em muốn truyền nó vô, em muốn truyền nó vô để từ cái chỗ retention, thì tốt nhất ở đây em không có khai báo ở đây mà em khai báo chỗ này ha. Thì em sẽ khai báo như này. Em báo luôn đó là double số 1, double số 2. Chỗ này nó là gì? Tính toán. Đủ chưa? Như vậy còn thiếu gì? Thằng này, cái hàm của thằng này nó là gì? Nó còn thiếu gì nhỉ? Thằng này nó đang, cái hàm này là hàm từ, mình di chuyển qua này qua coi. Thằng này đang cần đặt tên CLS. Như vậy nếu mà em viết như vậy thì ngay chỗ này nó chính là CLS hả? Đặt như vậy đúng không? Đặt như vậy chặt lát rồi. Đặt như vậy thì thường thường mình sẽ đặt ở chỗ này. Em sẽ gọi ngay chỗ này đó là tính toán. Em đặt tên là CLS. Rồi chỗ này em sẽ gọi nó vào CLS thôi. Bởi vì cái hàm này nè, cái hàm này nó nằm ở bên thằng này, thì nó chỉ cần truyền cái tham số này vô thôi mà. Thấy không? Nó chỉ cần lấy được tính toán public ra thôi, mà tính toán public mình đã khai báo từ trên này rồi. Đấy. Như vậy bây giờ em thấy là khi mà tới business này thì business này nó không có truyền tham số vào đúng không? Nó không cho, không có chỗ nào để truyền tham số số 1, số 2 vào đúng không? Nhưng mà em sẽ thấy là khi nó truyền tham số nó truyền theo cách nào. Khi mà mình đang ở retention, mình muốn lấy hai số A và số B để truyền vô, thì đầu tiên hai con số của mình nó sẽ được truyền vào trong đây. Số đây nó sẽ được truyền qua hàm này. Hàm này nó tính toán xong nó trả về đây. Và cái này nó sẽ được trả lại kết quả ở trên đây. Hiểu cái luồng xử lý không? Anh có hai con số, anh nhắc lại hai con số nhập vô test box đúng không? Nó sẽ đưa ra public. Nó truyền hai con số vào public và đồng thời nó sẽ dùng cái hàm data set nó xử lý hai con số ở đây. Nó được một cái hàm có kết quả rồi, kết quả nó sẽ trả về cái business. Business này nó lại dội ngược lại cái presentation để nó hiển thị trên màn hình. Như vậy nó chạy vòng vòng, thấy chưa? Giờ mình chạy lên đây mình làm rồi. Bây giờ sao? Bây giờ em cần truyền hai số vào chứ. Và truyền hai số vào thì em truyền vô đâu? Truyền vô thằng. Đúng rồi. Em sẽ giúp sinh nó đúng không? Như vậy là em phải giúp sinh nó nữa. Đúng, 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 chính xác. Nó sẽ là public. Rồi nó cần lấy cái gì nữa nhỉ? Nó chắc chắn nó phải lấy từ business data thôi. Em nhớ là presentation nó không bao giờ lấy trực tiếp từ dataset nha. Mặc dù nếu như em viết code mà em lấy trực tiếp từ dataset nó cũng chạy bình thường, nhưng mà nó sẽ không đúng theo ý nghĩa của mình. Ba lớp nó sẽ chỉ là gọi là mô hình 2.5 thôi, nghĩa là em vẫn chỉ là tách được cái tầng data asset ra bên ngoài và kết quả của các hàm đó em gọi trực tiếp lên cái form. Như vậy vẫn chưa đúng ý nghĩa của ba lớp, cái này mới đủ ý nghĩa của ba lớp ha.
À, thì bây giờ em phải diêu xin cái thằng gì nữa, diêu xin cái thằng Business. Như vậy là diêu xin cả ba thằng ha. Rồi bây giờ mình đang cần truyền vô cái biến, vô cái public, thì em phải gọi thằng này ra để em truyền nó vô. Thằng này là tính toán public, thì em sẽ ghi là tính toán public CLS bằng new tính toán public CLS chấm số 1 bằng, ở chỗ này em sẽ đó, em sẽ convert nó qua. Em đang cần truyền vô mà, chỗ này đang cần truyền vô nè. Chết chết chết, cái này là số 1. Số 2. Biết tại sao anh thêm số 0 phía trước không? À đúng, đúng chính xác. Nhiều cái sợ người ta cho là rỗng đúng không? Đó, bây giờ thì em làm được rồi, thì bây giờ thì cái hàm này bây giờ nó ngắn gọn hơn. Nó đâu phải dài dòng này nữa đâu. Thì bây giờ mình đang cần lấy, cuối cùng mình lấy cái thằng này. Mình gọi thằng này ra thôi, đúng không? Gọi thằng này ra thôi thì em chỉ cần thêm cho anh một cái chỗ rất là dễ, đó là nó là gì nhỉ? Tính toán business đúng không? Nó chưa có public hả? Có chưa? Ủa. Tính toán business public. Qua wow, hình như nó chưa build á, để anh build lại. Build hết solution luôn ha. Cái nào em? À đúng rồi, đúng rồi, nếu nếu như em muốn dạy, còn nếu không thì em sẽ làm gì? Cái cách lúc nãy nó là state luôn cho nhanh ha. Hơi đâu mà mình sẽ làm cho nó new cho nó nhiều. Rồi kệ nó, tại vì bên kia em nó bị sai chỗ kia. Rồi. Bây giờ mình đã build được rồi, thì cái chỗ này thì mình chỉ cần gọi nó ra mình xài thôi. Đó. Rồi, cái này thì nó là tên của tính toán public. Nó tên là CLS đúng không? À, như vậy là xong ha. Cái này là gì nhỉ? ToString. Viết một cái công thức mà em thấy là nó lòng vòng không? Không ăn dễ ăn ha. Đấy, vậy thôi. Mô hình vào lớp vậy thôi. Đơn giản ha, thấy nó phức tạp không? Thì nếu như mà em viết một cái chương trình mà thực tế lấy từ database lên thì em cũng làm tương tự như vậy ha. Bây giờ anh sẽ thử cho em một cái đoạn viết vào mô hình vào lớp xài. Xài bằng ADO.NET ha. Cái nào cũng được. Nói chung là em kéo kiểu nào cũng được. Quan trọng là gì? Nếu em viết ADO.NET thì em viết trong trong cái này. Entity em cũng viết trong này. Rồi link queue to SQL em cũng kéo trong này. Còn cái đoạn này, rồi đoạn này, với đoạn này thì khai báo y hệt như nhau chứ có khác gì đâu. Không khác gì hết à. Cho nên là mô hình VLOOP của em á, là em có thể xài cho tất cả các loại, các kiểu dữ liệu mà em không cần quan tâm nó là cái kiểu là link queue to SQL hay là entity. Thì mình cứ xài lại cái này ha. Ok. À, bây giờ thì ngay chỗ này thì em sẽ kéo cho một cái thằng data asset. À, một cái thằng entity. Đặt để tên nó cũng được hoặc đặt tên khác được. Next. New đi. Đặt tên. Kiếm database. Xem ra máy này chạy hơi nhanh nha. Test coi. Ok.
Chạy. Mình cũng cho nó tạo AV còn fit luôn ha. Nét. Ở đây em cũng chọn hết cho anh luôn, chọn cả table view và store. Nó sẽ có tên là quản lý bán hàng mô đồ kệ nó. Nó tên là mô cái model mà nó tên như vậy kệ nó. Mình không quan tâm. Khi em lập trình không quan tâm tại vì em sẽ xài cái class chứ không có bao giờ gọi trực tiếp nó nên không quan tâm. Nó sẽ ra đó, nó sẽ ra trong hồi bữa thôi, cái này không quan tâm, cái này hồi bữa mình đã làm rồi. Bây giờ nó đã ra cái module rồi nè. Bây giờ giả sử mình viết một câu lệnh mà kết nối, mình lấy dữ liệu từ một danh sách đi ha, một danh sách nhân viên đi ha. Mình viết câu lệnh select từ nhân viên dùng công cụ của entity. Dĩ nhiên là em có thể viết bằng cái kiểu khác hoặc là SQL cũng được, liên kêu tới SQL hay là cái cách hồi bữa mình store, gọi store lên cũng được ha. Ở đây em làm nhanh là anh sẽ sử dụng cái những cái gì có sẵn của nó. Thì em muốn select tất cả không có tham số thì em viết trực tiếp ở trong đây. Nếu cái nào có tham số thì em mới viết public nha. Nhắc em cái này luôn, đó là khi em sử dụng mô hình hóa lớp á, thì em chú ý cho anh mỗi cái table ở đây nó có bao nhiêu cái field. Nhìn ha, ví dụ ở đây là 1, 2, 3, 4, nó tên là chi tiết hóa đơn, thì em vui lòng là em sẽ vô cái public, em tạo cho anh một tên class. Tên class này nó sẽ có tên là table, đuôi là public, và trong đó em khai báo cho anh tất cả các phương thức set get giống y hệt ở đây luôn. Ví dụ như anh cần lót lên cái thằng nhân viên này ha, làm luôn ha, thì em sẽ tạo cho anh là cái này là mình phải khổ bước ban đầu thôi. Sau này em chỉ cần gọi ra em xài nhân viên public, ok đúng rồi, hiểu nhanh á. Thêm chữ này vô là public, ok ha. Rồi bây giờ chỗ này nó tên là int, mình đã xài link kêu rồi thì em phải chú ý chỗ này cho anh luôn. Gì nhỉ, chỗ này là em khai báo là cái thằng này cho rotate để, em cho public luôn đi, nó tên là gì, int này đúng không. Rồi dấu gạch ngang. Nhưng mà em khai báo như vậy là nguy hiểm, tại vì giống hồi bữa anh nói á, là em đã xài cái công nghệ entity hoặc là linkQ rồi, thì vì nó bị trường hợp là nhiều khi cái kiểu dữ liệu nó có thêm dấu hỏi, thì tốt nhất ở ngay chỗ này em cho anh thêm dấu hỏi ha. Dấu hỏi kiểu này có nghĩa là nếu như em chuyển cái kiểu dữ liệu, ví dụ như em nhiều lần em update cái model này đúng không, thì cái kiểu dữ liệu của entity này lúc này nó không phải là int nữa mà nó có thêm chữ dấu hỏi, thì lúc mà em truyền cái giá trị vô, em convert nó vô một cái là convert nó thành là int chấm bạc á, thì cái dữ liệu em convert vô thì nó là kiểu int, nhưng mà của entity nó không phải là int mà có int dấu hỏi. Cho nên bắt buộc lúc ban đầu em khai báo á, thì em nên khai báo nó dấu hỏi để cái kiểu dữ liệu em cho dù của em á, là int hay là int dấu hỏi thì nó vẫn đúng vậy đó, hiểu không? Cũng giống như là cái chỗ lúc nãy cộng trừ nhân chia, thì thay vì anh khai báo là anh có thể double được clip luôn, nhưng mà anh lại thêm chỗ không để có một số trường hợp nó lại giống, thì ở đây cũng vậy thôi, mình sẽ ràng buộc cái trường hợp là kiểu dữ liệu của entity nó bị thay đổi thì em phải thêm này vô ha. Tiếp tục, em nhớ là em sẽ tạo ra mỗi cái table em sẽ tạo một cái class ha. String thì không cần phải giấu, hồi bữa anh có nói rồi đúng không, tên string thì nó là kiểu chuỗi thì không cần dấu hỏi ha. Kiểu số thời gian, nói chung là cái kiểu dữ liệu mà ngoài kiểu string
kể cả kiểu bull này cũng phải có luôn. Đúng rồi, bit cũng là vậy. Nói chung là ngoài kiểu stream, đất tham nó cũng phải có. Không có là nhiều lúc lỗi rồi điên khùng, không biết lúc nào mà sửa. Dead time, đúng rồi, có dead time. Đấy, này là gì nhỉ? Chạc thì nó là skin rồi, không có gì hết. Địa chỉ. Nếu như em mà em sợ cái trường hợp như vậy, anh có một cái cách nữa. Nó là em không cần phải để cho hỏi, mà em còn một cái kiểu dữ liệu nữa, chút xíu anh sẽ nói cho em biết. Không cần để cho hỏi trước này luôn. Đó là kiểu dữ liệu gì nhỉ? Không, không, C# làm gì có va. Đó là kiểu dữ liệu, ví dụ như public guide. Guide đó là kiểu dữ liệu mà nó không thuộc kiểu dữ liệu hết. Nó giống như kiểu là em thấy cái CDK của Windows XP hay Windows 7 không? Nó có một cái dãy số gồm gồm 4, 5 chữ số. Cứ 4, 5 chữ số xong rồi nó khoảng trắng cái, gạch hoặc gạch ngang cái, xong đến 4, 5 chữ số. Thì kiểu dữ liệu nó được mã hóa theo kiểu guide. Thì cái kiểu guide này ví dụ như em dữ liệu em truyền vô nó là số, thì em chỉ cần guide chấm new guide cái để em nhét số vô thì nó vẫn đúng. Đây là kiểu đi đường vòng, thay vì em phải khai báo là dấu này thì em có thể dùng dùng cái kiểu dữ liệu là guide. Nghiên cứu thêm ha. Nó là gì nhỉ? Địa chỉ rồi đúng không? ID. ID. Giờ chỉ là string. ID. Kiểu này là số. Xin lỗi, path phân quyền. Bát thì cũng là như vậy luôn đúng không? Rồi kiểu dữ liệu dưới là bit phân quyền đúng không? Bit thì nó là boolean hoặc là bool ha. Đó. Chứ là dưới SQL mà nó là bit mà lên đây kiếm máy bit không ra, bit là vào đâu. Rồi. Em tương tự em vậy, em cũng tạo cho anh hết refactor, tạo hết cái phương thức của nó ha. Đó, tương tự như vậy, nếu như tất cả các table của em có cả 100 table thì em phải chịu khó là em tạo hết 100 cái. Dĩ nhiên trên thực tế là người ta có những cái tool người ta tự dịch code ra rồi. Ví dụ như cái table của em có tất cả là bao nhiêu field thì cái tool đó nó tự động nó tạo cho em một cái những cái class, và mỗi người ta tự dịch ra là mỗi cái table nó tạo ra một cái như này. Nó sẽ có cái tool như này làm ra ha. Còn không thì em không có cái tool đó thì tự em viết ra để em làm. Tool đó thì ở những công ty nó mới có thôi. Khi nào mua thì anh bán cho cái tool. Ok. Rồi, nhân viên. Public. Rồi, sau khi đó mình đã làm được điều đó rồi thì bây giờ em vẫn cần load lên, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái form trước đi. Mình sẽ đặt tên là gì nhỉ? Nhân viên ha. Em đặt vào nhân viên ha. Em nhân viên. Không, cái form thì em cứ làm thoải mái. Bao giờ class thì em mới tuân thủ theo quy tắc của nó thôi. Đây. Đấy, rồi đóng cái gì? Bây giờ muốn load lên thì
Thì em thấy đó là cái câu lệnh mà mình select mà không có tham số thì chắc chắn là mình sẽ đâu cần phải dùng public. Mình sẽ chạy vô đây thẳng mình làm luôn ha. Chỗ này mình sẽ đặt một cái class. Và em nhớ là cũng tương tự như tất cả các lớp, hễ đụng đến lớp thì em phải chú ý là trừ cái tầng là reputation ra nha. Trừ cái tầng này ra thì tất cả các lớp còn lại, kể cả public, thì cứ mỗi table em tạo cho anh một cái class nhớ ha. Như vậy là trong cái table đó là load nè, thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, thì tất cả cái đó em đều viết trong một cái class của cái table đó. Và em tạo cái tên là table đó, và cái đuôi của nó chính là cái đuôi của namespace này, ha. Bây giờ thì mình làm mình sẽ tạo tên gì nhỉ? Nhân viên cái này là dataset. Tạo đúng rồi nha cô Pháp nha, dataset đọc nó dễ hiểu hơn. Thêm vô là public. Rồi cái thằng này nó cũng đâu cần phải lấy cái public ra đâu, cho nên nó cũng không cần phải using cái namespace của public, ok ha. Đừng có using cho thừa thãi nha, mình cũng không cần phải using gì hết ha. Quên một cái là trong cái lớp dataset này em phải, trước khi em tạo ra những cái lớp kết nối cơ sở liệu thì em phải tạo một cái lớp dùng chung đúng không? Cái lớp dùng chung để mình làm ra. Hoặc là em khỏi cần làm đó và em viết thẳng trong những cái form này cũng được rồi. Nếu em viết thẳng trong form này thì ngay chỗ này em sẽ phải làm gì? Gọi cái entity ra đúng không? Nó tên là gì? Quản lý. Đây đúng không? Contact. New. Bây giờ em cần gọi cái hàm để em xài. Nó là cái gì nhỉ? Em đang cần trả về một cái gì? Trả về table. Ok, cái thứ nhất trả về table ha. Table. Table thì ở đây nó cần một cái không gian tên là system.data, thì em phải ra using system.data. Em xài link queue thì em bị sắp bị rắc rối một số cái. Đây là gì nhỉ? Danh sách, em đặt tên là danh sách nhân viên. Đúng không? Đặt tên em cứ làm này đi. Rồi. Đó, em sẽ tạo là table. Xem về return nó. Đấy là cái quy tắc mà khi mình làm đúng không? Bây giờ mình cần lấy một cái bảng thì em sử dụng cái cú pháp gì? Và đúng không? Nhân viên đặt tên là rồi, bảng cái gì? Em có hai cách để em gọi đúng không? Hồi bữa anh có nói rồi, là một là contact chấm nhân viên lấy hết mà, hai là mà mình xài cách này luôn ha. From nav in contact chấm nhân viên gì nữa này, where gì nữa, select nv. Ok rồi, sau khi được rồi thì làm gì nữa? À thấy chưa, thấy chưa, nếu em xài cách này em dùng table này thì em gì, cái kiểu dữ liệu này nó đâu trả về một cái table đúng không? À nếu như to list, nếu như to list thì sao? To list thì to list để làm gì? To list nó đâu trả về một cái table đâu, to list nó trả về một cái lớp thôi. Như vậy khi mình xài link queue to SQL hay là mình xài entity thì nó mặc định nó không có trả về table, nó khác IDO ở chỗ đó, nó không trả về table.
Cho nên em đã nếu em đã xài cái công nghệ này á, em chấp nhận cái xài cái Link Qt SQL hay là NTT á, thì em đừng có xài table. Mà một là em xài list. Hồi bữa ấy có nói rồi ha. List. Nhớ này ông trời. Em sẽ xài hai cái luôn ha, list. List này nó trả về một cái lớp. Cái này tên của nó chính là cái lớp mà mình cần trả về. Ví dụ như cái này tôi đang cần lấy danh sách nhân viên thì em chỉ cần gọi lấy gì nhỉ, nhớ không, gọi cái lớp này ra. Hôm bữa anh có làm không, nhớ không? Đó, anh sẽ gọi cái lớp này ra. Như vậy nó tên là gì, nó tên là nó sẽ cần lấy nhân viên public. Như vậy nếu mà lấy nhân viên public thì nó cần phải kế thừa cái lớp public, đúng không? Muốn kế thừa lớp public thì em phải using. Đây là cách thứ nhất là mình sẽ xài qua hôm qua cái public ha. Public. Rồi. Chỗ này em sẽ phải là lớp nhân viên public. Chỉ như thế. Thì ở đây select nào em, có chưa, lúc đó mình khai báo chưa, chưa à? À như vậy nó sẽ báo lỗi á. Thà rằng cái dữ liệu em lấy về nó ít hơn đúng không, thì nó không báo lỗi. Như vậy em mình phải tạo thêm một cái nữa thôi, nó là gì nhỉ? Public datetime dấu hỏi, có chừng lộn ạ. Lấy tên giống nó là Jack An ha. Rồi. Đủ rồi. Vô đây. Bây giờ vô đây thì sao? Nhớ cái chỗ hồi bữa không? Nhớ không? À như vậy nếu em return to list thì em định làm này đúng không? Return nhân viên chấm to list. Nó báo gì đây? Nó báo là không thể convert cái kiểu là list. Là có nghĩa là không thể convert cái kiểu kiểu entity này về kiểu list. Như vậy là hồi bữa mình còn thiếu, mình nhớ cái chỗ nào? Nhớ cái chỗ nào nữa không? Nhớ gì không? Nhớ chỗ nào? Chỗ này nó sẽ phải làm gì? Chỗ này sẽ phải là nhân viên public. Thì tên nữa còn gì nữa không, nhớ lại coi còn gì nữa không. Nhân viên dataset, new dataset. Ủa thằng này nó ở đâu? Business nhân viên dataset, nhân viên dataset chấm danh sách nhân viên ở đâu, chưa có mà. Rồi chưa có đúng không. Đấm dataset à, nó chưa lấy được cái hàm từ cái dataset nè. Nhân viên dataset nó phải chấm danh sách nhân viên đó chứ đúng không. Không, nó không có chạy được nên nó không hiểu. Chỗ này nó diễn là cái gì nhỉ?
nó không có, cho nên là nó coi như là dữ liệu rỗng, cho nên nó không chạy được, chạy cả không có luôn. Không có luôn. Như vậy có thể dữ liệu nó bị sai chỗ nào rồi. Ngay chỗ này. Này chỗ này thì nó là đây. Nhân viên Puppet chạy rồi. Nếu như mình dùng cái cách dùng void á, dùng cái cách dùng void á, thì ngay cái chỗ mà dataset thì nó ra dễ rồi. Mình đang dùng cái cách này để coi cái nó suy cái chỗ nào ha. Chỗ này mình sẽ dùng là first. Không, first of the final lấy hết luôn. Không thể convert cái kiểu nhân update, nhân viên update ra generic. Tao học cái nào không? Anh nào bắn? Ừ. Nói sao? Cái nào bắn đầu? Giá cả sao? Cái này không được. Cái này nó sẽ là first. Như vậy cái này phải là va thôi. Này sẽ là toilet thôi. Như vậy nó bị trục trặc chỗ nào rồi, để anh coi coi. Mỗi lần kiểm tra ba lớp nó hơi khó khăn nha. Này sẽ là nó trả về câu lệnh carry. Này sẽ là kiểu list dataset, xong rồi bên bên này nó sẽ lấy là lớp này, cái này xong chạy về void. Cái này nó sẽ data source sẽ bằng cái nó sẽ có cái hàm trả bằng cái list vậy là data set này sẽ trả với cái list. Từ chờ chút xíu anh sẽ dùng cái cách này. Có nó ra không? Có nó bị sai chỗ nào?
Danh sách nhân viên là một cái hàm trả về một kiểu table. Và cái lớp ở bên nhân viên này nó sẽ lấy bên business. Nó bị cái bước nào nó bị trục trặc rồi ha. Không, nếu không có người thì nó vẫn ra cái cột, em yên tâm. Nó vẫn lên cái cột. Để anh thử lại cái câu lệnh ở đây coi. Có thể nó bị sai cái câu lệnh ở đây. Nhân viên. Okay, nha. Đâu nhỉ? Nhân viên dataset. Đây thì chắc chắn nó phải có rồi. Có rồi, nó add vô table. Cái này nó cũng đâu có cần phải gọi cái lớp. Data asset này nó sẽ được truyền lên đây. Nhân sách nhân viên. À, nó bị ngay cái chỗ data, nó không có data. Gọi trực tiếp mà nó không có, như vậy là bị chỗ data ha. Không có. không có thì phải add vô trực tiếp coi. Không có thì mình phải lên đây mình gọi thẳng cho coi nó ra không. À có rồi, nó vừa xin nó rồi. Đây mình sẽ thử gọi trực tiếp coi nó ra không.
Ủa của em ra toàn là 3.5 không à? À, rắc rối thế. Coi chừng lúc nãy tự nhiên mình tạo cái nó không hiểu. Ở coi cái lớp ở đây. Không, cái đây mình gọi trực tiếp rồi mà. Để coi lại cái dataset này coi. Mình đang gọi trực tiếp từ data session cho nên mình phải nó là 4.0. Làm mò từ nãy giờ. Không ra. Đó, thấy chưa? Dạ, chờ xíu. Cái thằng này lúc nãy mình tạo nó là 3.5. 3.5 thì nó đâu có thằng entity đâu. Khổ. À. Không có toilet. Không có toilet. Như vậy là cái lớp bên đây nó có lên kêu chưa nhỉ? Nó có lên kêu rồi. Để coi. Nó có rồi. Ủa? Nó đâu rồi? Chưa có hả? Chà, rắc rối à. Mình sẽ add nó phải thôi. Mình sẽ phải add nó vô.
L đâu rồi? Trốn rồi hả? Rồi, cái đó rồi. À, không, cái đó rồi em. Data Identity. Nhưng mà để coi cái này bây giờ nó là phiên bản bao nhiêu. Bạn phải add reference data.entity system.data.entity. Không có luôn. Thế mới chết chứ. Không có dữ liệu là có nghĩa là nó kết nối không được cái dữ liệu đó. Cứ bình tĩnh ha, từ từ nó ra. Thử coi có ra không. Nó chạy lên tận đây rồi. Nó không qua cái thằng nhân viên là sao? Cái tên của connection không được tìm thấy trong cái chuỗi kết nối. Vậy thì coi lại coi. Bán hàng entity. Nó bị sai cái chỗ đâu rồi? Data short. Quản lý bán hàng entity. Cái tên của kết nối này không được tìm thấy trong cái cấu hình. Đi nào, giờ mày ngồi qua chừng nào đi. À, không, để từ từ để anh tạo lại coi. Để tạo trong đây có nó ra không đã ha. Nó bị cái lỗi gì mình phải coi lại. Tại lúc đầu do mình tạo bằng 3.5 rồi á.
Đây chắc ăn hơn. Nhầm. Mình sẽ đóng cái này lại để mình kiểm tra mấy cái kia. Ok, bây giờ thì nó gói rồi đó. Bây giờ mình trả lại mấy cái hàm lúc nãy ha. Nhân lên dataset nè, thì chỗ này bây giờ mình sẽ phải xóa nó đi thôi. Mình sẽ đầu tiên là sẽ dùng hàm này trước đây. À, có thể là mình bị chỗ này. Có thể là em phải khai báo ở trong này ra. Rồi, dấu dataset. À, mình sẽ phải gọi hàng này ra đúng không? À, mình sẽ vô cái sinh viên. Chạy rồi. Không có luôn.
không có là nó bị cái chỗ tầng data asset. Tại sao nó lại không lấy chỗ này được? Data asset, danh sách nhân viên ở chỗ này mình sẽ để là statistics đi. Để cái chỗ business đây. Ủa, cái này cũng đâu cần phải lấy cái này ra đâu, mình sẽ gọi nó là cái gì, vision list. Mình sẽ gọi là nhân viên vision list. Hình như lúc nãy mình có để coi đúng không? Ủa, như vậy mình chặt lắc rồi đúng không? Đó là lúc nãy ngay chỗ này mình phải gọi là business list chứ đâu phải gọi là dataset đâu. Nhầm cái chỗ này mà. Nhân viên đó. Nhầm nhầm nhầm, cho nên là nó không ra là đúng rồi. Business chấm đấy này mới là data viết này đúng không? Cái này sẽ là này đúng không? Không ra luôn. Kỳ vậy ta. Cái này nó trả về đâu thế table. Data set trả về table. Nếu mà data table ở đây á, thì mình sẽ gọi trực tiếp ra nó ra không? Như vậy thì cái này ta không có gọi trực tiếp ra như này, nó sẽ là table chấm data shop bằng data nhận nhân viên chấm à. Cũng có thể là nó bị lỗi trường hợp này nè. Nếu như mà nó bị lỗi như vậy thì em có thể là chỉnh lại cái này cho nó chạy cho nó dễ. Bây giờ thì cái model này bây giờ em thấy là nó sẽ khi mà mình bật cái form lên đó, thì thằng này nó sẽ gọi cái business để trước, lúc đó thì thằng model này chưa được tạo ra đó. Tốt nhất là em làm này luôn. Em để cái thằng business ở bên bên này. Còn mọi khác em làm bình thường. Này sẽ là để bên này thì nghe vẻ là nó dễ hơn, chỉ có cách để bên đó thôi. Còn nếu em viết IDO thì em để bên nào cũng được nha, viết kiểu cũ á. Link kêu thì em cũng để bên bên presentation luôn cho nó dễ. Còn bên này em chỉ viết bình thường thôi. Nhân viên dataset, bây giờ thằng này nó muốn xài cái entity thì nó phải using cái thằng presentation lên. Thằng
này nó bị gọi rồi. Thằng này nó gọi gì rồi? Data entity. Rắc rối ở đây. Bên đây mình tạo cho nó một cái hàm nhỏ đi. Mình sẽ đặt tên là namespace này, bây giờ mình dùng ở bên ngoài luôn, là mình đổi lại namespace lại là không được, nên mình tạo cái bên này không được. Mình tạo bên này thì nó cũng là quế thừa được bên kia đâu. Không được. Nếu em tạo bên đây thì nó cũng đâu có lấy được bên kia. Nó cũng đi lòng vòng. Để anh nghiên cứu mình tạo bên này lại coi. Bị lỗi cái gì ta? Chà. Đặt thôi đây.
Phức tạp đây. Cuối cùng nó phải ra thôi. Để anh kiểm tra lại coi. Mình sẽ trả lại cái kiểu cũ, vì mình đang viết kiểu lên kêu thì mình đâu có xài cái kiểu này đúng không? Mình xài kiểu này cơ. Nó xài lên kêu thì phải chơi kiểu này. Nhiều lúc phải lỗi phải mò hơi lâu á. Đừng có nản, sau này mò đừng có nản, cố gắng mò đi. Nếu mà ngay chỗ này, để anh thử coi, anh thử đoạn này coi nó ra không đã. Nếu ngay chỗ này mà mình cũng truyền vô. Này chỗ này mình cần chuyển vô thì chỗ này mình không cần phải cái này nữa. Nó cũng là gd chấm hashtag bằng, à mà đâu cần, bỏ đi, mình bỏ đây đi, mình cũng đâu cần này đó, này cũng lấy này đi. Ví dụ như mình lấy cái này và bên bên cái lớp bên kia, bên cái lớp bên nhân viên bên đây mình muốn xài nó thì mình sẽ gọi ra cái lớp là xin public. Chỗ này nó sẽ làm gì nhỉ, nhân viên public mình sẽ hứng nó ở bên cái lớp gì, nhân viên à bên này mình đâu có status nhỉ, what status đi cho nó dễ ha, quen status. Bây giờ cái này là mình mới test thôi nha, chứ phải là code thực tế nha. Mình đang cần xài cái kiểu list. Kiểu list này nó trả về vậy. Này bỏ đi, cái này chạy rồi. Bỏ đi đây. Không thể trả cái kiểu list đến cái kiểu là public. Có lỗi gì đấy? Không, cái đó bỏ đi. Nếu như mình chuyển git view thẳng bên kia thì ok. Mình đang cần dùng cái này nè. Nhưng mà để coi cái câu lệnh này đúng không nè. Để coi câu lệnh này đúng không. Nếu như câu lệnh muốn kiểm tra câu lệnh này đúng không á, thì mình sẽ gọi thẳng luôn coi. Cái này sẽ là void. Như vậy bây giờ mình có bên này, hai thằng này nó đều giống nhau hết.
Nếu như mình không muốn lấy được cái lớp đó, hoàn chỉnh chút xíu để anh lấy lại cái lớp bữa mình đã store query. Này nó sẽ phải trả về một cái kiểu list. Nói chung là nó sẽ bị sai, hình như nó bị sai cái chỗ này. Hôm qua là mình đâu có dùng cái này đâu mà mình dùng cái gì nhỉ? Execute. Đây đúng không? Nếu như em dùng như vậy thì chỗ này mình phải là và tại lúc đầu mình cài đó, tại lúc đầu mình cài cái 2.3.5 cho nên nó là read query, mà read query thì nó là của 2008 mà mình nghe đang 2010 mình xài NTT mà đâu có đâu. Thì cái câu lệnh read query nó là của Linkql to SQL, em xài em hay quen cái đó đúng không, còn cái thằng này nó của 2010. Để mình thử lại cái trường hợp này coi. Chưa đâu nha, mình đang xài cái kiểu này, mình lại thử cái kiểu này coi nó đúng không. Danh sách, ví dụ như này là danh sách nhân viên số 3 đi ha, ở số 2 đi. Cái thằng này nó là cái gì? Chặt đúng không? Rồi giờ thằng này nó không trả về cái này nữa mà nó qua bên đây, nó không xài này nữa mà nó xài cái kiểu này, kiểu này. Bên kia nó có kiểu list, bên này cái kiểu list thì mình đã dùng cái sheet tích rồi. Ok thì ở đây mình sẽ khai báo luôn nhân viên. Đó, ok ha. Chỉ có xài chỗ store thôi mà từ nãy giờ màu hoài không ra. Ok, rồi bây giờ mình sẽ xây dựng lại. Thì cái này em vẫn 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 tạo như bình thường đúng không? Em vẫn tạo như bình thường để mình làm. Bên đây. Bên bên cái hàm cái này thì mình sẽ giữ lại cái dưới, tại vì bây giờ em nhớ là không có dùng table ha, tại đã xài Linkql với entity mà chơi table thì nó chuối quá, ai xài cái đó. Chơi kiểu list, nếu em xài kiểu list á thì em lại cần một cái gì, em cần một cái lớp đúng không, còn nếu em không muốn xài cái lớp á, thì chắc chắn là em phải truyền cái gì, em phải truyền vô vô cái data grid nhá, và cái kiểu dữ liệu ở đây em phải là void. Nếu em không muốn xài kiểu đó thì em chắc chắn em phải xài cái kiểu này thôi, nhưng mà kiểu này thì nó rườm rà quá thì em phải xài là void.
Và thằng này sẽ là phải là data grid view. Và thằng này sẽ phải là data source bằng tự nhiên sao nó bị lỗi rồi, nhân viên chấm tulip đúng không? Và bây giờ nó đang ở tầng dataset mà nó cần một cái GD, thì như vậy là business cũng phải trên GD. À, mình cứ để hai cái trường hợp ở lại đây ha, em có xài cái nào thì xài. Qua cái business đây. Thì sao? Đấy, thì nếu như mà em xài cái cách là cách này thì sao, thì không cần phải truyền gì hết, không phải truyền cái data view. Còn đây là cái cách thứ hai. Dạ, hay là để cái này đi ha, cái này số 2 đi ha, cái này số 1 đi, dễ nhớ. Ở bên đây thì cái cách này là cách số mấy nhỉ? Data view mà truyền vô thì nó là cách dưới đúng không? Cái này là số 2. Mình còn một cách nữa là mình không có truyền. Thì em sẽ để cái cách này. Thường á là cái tầng business mà người ta toàn return không à. Cho nên là người ta không có xài, không có gọi trực tiếp mấy cái đối tượng này vô ha. Và người ta sẽ làm theo kiểu là, ồ cái này nó là gì? Cái này là số 2. Đúng không? Số 1 đấy, số 1 đấy. À, cái này là số, à không, cái này là void mà, cái void cho nên nó sẽ là GD. Còn cái trường hợp mà đây thì người ta sẽ trả về cái list. Như vậy thì chỗ này nó sẽ chỉ cần là một nè, và chỗ này em phải là gì nhỉ? Return. Ở đây cần trả truyền tham số gì không? Cái này không cần truyền gì hết, tại ngay đây nó đã truyền rồi. Để khỏi cần truyền cũng được. Thì chỗ này chỉ cần return. À. Chỗ này sẽ là em sẽ trả về cái gì? List, nếu em dùng list thì em phải trả là list, list là list nào, list là list chọn phải nhân viên list đúng không? Mình phải khai báo trên đây. Đó, bây giờ thì nó mới bắt đầu nảy sinh ra. Này là nhân viên. Đấy. Này sẽ là nhân viên một đúng không? Đó, thường thường người ta sẽ xài cách này ha, cách này nó nhìn nó rầu hơn. Thì như vậy là qua bên cái lớp thêm nhân viên này thì người ta sẽ xài cái cách đó. Thì như vậy á, là cái thằng này nó đang cần gọi cái business ra thì nó cần gì em? Ở bên đây thì nó đã truyền ra rồi, thì bây giờ bên lớp nhân viên cũng chẳng cần phải cái này làm gì nữa ha, không cần thằng này, bởi vì cái này nó đâu gọi đâu, khi nào nó gọi thì em mới khai báo vô ha. Chỗ này nó cần trả về cái gì? Nhân viên business chấm nhân viên hai đúng không? Hết chưa? À, theo đúng hồi mà lớp thì nó mới đúng như này. Phức tạp. Chỉ có một chỗ thôi mà mòn nãy giờ. À, như vậy à, nhắc lại ha, nếu em muốn sử dụng cái entity và cái link queue to SQL thì em sẽ phải khai báo những cái lớp đầy đủ các thuộc tính trùng với các table trong SQL. Về trong cái data asset á, thì em phải khai báo dưới dạng là em xài list
Nếu em không xài list thì em phải khéo léo là em xài cái truyền cái tham số vô mà em xài lên queue, đúng không? Còn cái cách này á thì nó có vẻ là nó hơi khó nhớ hơn, nhưng mà cái này cũng cũng không có gì hết. Em chỉ cần một từ khóa list, xong rồi mở ngoặc, đây là cái lớp mà cần chọn vô, đóng ngoặc, tên của cái hàm, rồi gọi entity bình thường. Khúc này thì cũng bình thường luôn đúng không? Tới đây là bình thường nè. Nhưng mà mình đang cần dùng dùng execute store query thì nó cần là execute store query nó gọi cái hàm gì? Gọi cái hàm là gọi cái công lệnh là nhân viên select nhân viên và nó trả về đâu thì nó cần trả về nhân viên public. Như vậy hai này thì em khai báo cũng hệt nhau luôn ha. Có một điều đặc biệt nữa là trong khi mà lập trình mà kiểu mô hình nhiều lớp ấy, thì em còn có khái niệm là kế thừa trong các class. Class có thể kế thừa trong các class. Ví dụ như em có bảng nhân viên. Ví dụ em có bảng nhân viên và em có cái bảng nữa gọi là bảng chi tiết nhân viên. Thế thì bây giờ ví dụ như em có bảng nhân viên ở đây. Em bảng nhân viên ở đây. Em có mã nhân viên đúng không? Giờ em lại có cái bảng chi tiết nhân viên nữa, em lại có mã nhân viên nữa. Như vậy không lẽ là em phải tạo ra một cái table nữa tên là chi tiết nhân viên và em phải khai báo lại mã nhân viên à? Như vậy là em thấy là nó em lập trình hướng đối tượng như vậy là thua rồi. Em như vậy là nó bị dài dòng đúng không? Mà em sẽ làm theo kiểu là cái table nhân viên này đã khai báo mã nhân viên rồi thì tất cả các class khác nếu em muốn có nhu cầu sử dụng lại cái mã nhân viên này lại vẫn được. À, thì bắt đầu em có khái niệm nó kế thừa. Ví dụ như ở đây em có là mã nhân viên của em là số đúng không? Ví dụ như vậy. Chỗ thằng này là khóa chính này đúng không? Tôi giờ động tăng mã nè. Tăng mã nè. Xem nó lại cái đã nè. Này là chi nhân viên chi tiết nè. Rồi cái thằng nhân viên này nó là khóa ngoại nè. Của cái table nhân viên. Đúng không? Thế bây giờ em nghĩ là mình đã làm như thế này thì có nghĩa là mình sẽ phải tạo ra một cái table nữa. Nhưng mà em nhớ là chưa chắc gì đó là một cái database mình có cả là 100 table mà em tạo 100 cái lớp nha. Mà em chỉ cần tạo một nửa cũng được. Nhưng mà em đừng bao giờ khai báo lặp lại. Ví dụ như nếu như có hai bảng nhân viên và nhân viên chi tiết thì mình nghĩ là mình sẽ đương nhiên mình sẽ tạo ra được cái hai lớp riêng, hai class riêng rồi, nhưng mà cái class thứ hai này nè, class phụ này, class con này nè, không cần phải khai báo lại cái thằng này mà sẽ kế thừa được từ thằng này bằng cách như này nè. Em sẽ bắt đầu em nghiên cứu cái chỗ kế thừa trong cái lập trình hướng đối tượng ha. Nhất là cái gì nhỉ? Nhân viên chi tiết public. Ở đây cũng vậy. Bây giờ anh muốn sử dụng những cái thuộc tính của bên nhân viên public thì anh chỉ cần là ok ha. Và bây giờ anh chỉ cần khai báo thêm là bây giờ anh chỉ cần khai báo thêm. Khai báo thêm được hai mã nữa đúng không? Hai cái nó làm gì mã chi tiết đúng không? Và
Đó. Chỉ cần như vậy thôi. Thế thì sau này em muốn nhu cầu sử dụng nó thì em có thể sử dụng. Ví dụ như bây không cần phải, bởi vì nó đã lấy từ bên thằng này rồi. Ví dụ như bây giờ anh test cho em thử nè, bây giờ như anh đang ngồi ở mã nhân viên đúng không? À, ở cái form này đúng không? Bây giờ giả sử anh new cái lớp nhân viên public nha. Ví dụ anh new ha, anh muốn new thì anh phải join đúng không? Public nè. Bây giờ giả sử anh đã new được cái lớp là nhân viên public nè. Đặt tên là nhân viên nè. À, mình đâu cần phải nêu, mình lấy trực tiếp, mình đang ở nhân viên chi tiết chứ. Sẽ lấy nhân viên chi tiết nè. Bây giờ anh thử kê khai tất cả các thuộc tính đó coi. Này là đây là của nó đúng không? Nhưng mà em thấy không? Chứng minh nhân dân này của ai? Của thằng nhân viên chứ của ai đúng không? Như vậy em thấy không? Nếu như mình đang đứng ở cái bảng con thì mình có quyền lấy những cái bảng mà nó là kế thừa. À, như vậy là em thấy là có một cách nữa trong lập trình của đối tượng, đó là mình có thể sử dụng đi sử dụng lại một cái lớp. Nha. Như vậy là nếu như mà giữa các bảng có mối liên hệ với nhau theo kiểu quan hệ 1N thì cái bảng mà mối quan hệ một chính là cái bảng chính đó, mình sẽ khai báo hết. Còn cái bảng mà N cũng như là cái bảng con á thì mình chỉ khai báo những thuộc tính riêng của nó thôi. Và mình kế thừa lên cái class của cái lớp trà. Và mình làm như thế ha. Nếu như với em có tất cả là phiếu nhập, chi tiết phiếu nhập á, thì phiếu nhập thì em kê khai hết. Nhưng mà chi tiết phiếu nhập á, thì em chỉ cần kê khai mã chi tiết với một số cái field riêng thôi, còn em phải kế thừa vô các bảng phiếu nhập. Lưu ý thêm đó là một cái lớp này chỉ có thể kế thừa từ một lớp khác thôi nha. Ví dụ như chi tiết này có thể kế thừa từ lớp nhân viên này, nhưng mà nó không có thể kế thừa đồng thời từ các lớp khác. À, không có thể kế thừa, mà em có thể kế thừa dây chuyền. Lớp A có thể kế thừa lớp B, lớp B có thể lớp C. À, như vậy có thể làm như thế ha. Hiểu chưa? À, khi làm thì chú ý ha. Bây giờ thì nếu em đã biết cái khái niệm mà mình mô hình 3 lớp rồi á, thì bây giờ nhiệm vụ của em là bây giờ em về nhà em làm cho anh lại dựa theo cái mô hình này ha, làm lại cho anh một cái form. Rồi ok, muốn có yêu cầu liền dùng ngay database của em nhé.
Đây ha, đây là cái bài tập mà em sẽ làm ha. Em sẽ làm rồi bữa sau anh sẽ hướng dẫn là giải cho em ha. Rồi. Nói chung là cái mô hình này nó không khó nhưng mà nó cứ rườm rà cái chỗ là em phải sử dụng cho nó đúng cái quy tắc của nó. Đầu tiên đó là em phải thuộc luôn, là em phải bắt buộc em phải làm đúng. Em nên tạo thói quen là em tạo hết tất cả các lớp mà tương đương với cái lớp này luôn, và em sử dụng cái cách mà lớp này kế thừa lớp kia như anh đã nói ha. Và em bắt buộc phải như này, anh sẽ coi luôn kỹ luôn của em làm đúng không. Đúng rồi, làm hết luôn ha. Bây giờ thì em để cái laptop đây, anh sẽ gửi cho em một cái code tham khảo bằng link Qt SQL. Mô hình ba lớp mà nó viết bằng link Qt chứ không phải bằng entity ha. Đâu rồi? Đây là cái lớp Data Asset Layer 6.3M. Như vậy thì hơi cực đây, gửi cho một hai cái thôi. Country, Data Content, Data Member. Rồi tham khảo đi ha.